Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Tiếp tục hôm nay em lên cho anh em cái lô chữ V nha anh em, 12 máy nha. Đó mà hôm nay ghi lộn V6 lên cái con V8 mà anh em à, mất tiêu con V7 ha. Đó. Rồi thì anh em nhớ là chốt máy thì nhớ giùm em là cái mã là V máy ha. Đó, liên hệ vào số điện thoại giúp em là 0972 949 527, số điện thoại đó có sử dụng Zalo nha anh em. Địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Anh em chốt máy thì không có cần phải đặt cọc tiền trước. Đó, máy đến nơi mình được quyền kiểm tra máy, test nổ thử mới trả tiền cho cái người giao hàng. Thì giá trên đây thì bên em đã bao ship tặng nhà cho mình rồi nha anh em. Tặng kèm thôi cho anh em là 6 món phụ kiện ha, là dây đeo, lưỡi cắt, tiết tháo mu ghi, ổ khóa bằng dây cước, lục giác 4 và cạn cỏ là 6 món. Đầy đủ đồ, nói chung về anh em chỉ việc xăng pha nhớt là xài thôi nha anh em. Đó, chỉ việc xăng pha nhớt là sử dụng thôi nha. Còn anh em nào mà chưa có nhớt thì có thể là mua bên em ha. Bên em cũng có bán nhớt, một bình 100.000, bình hai thầy, bình nhớt 1 lít nha anh em. Còn cái đồ gom cỏ cũng 100.000 một cái luôn nha anh em. Còn cái đồ bơm nước là 150.000 ha. Mấy cái phần đó thì anh em mua thêm thì mà bên em sẽ tính thêm. Đó, hoặc là anh em cần mua những món phụ kiện gì thì anh em có thể là kết bạn Zalo gửi hình rồi bên em sẽ báo giá cho mình ha. Đó, phụ kiện là anh em phải chụp hình qua Zalo bên em mới biết đường mà bán anh em, chứ phụ kiện anh em nói miệng là tại vì hàng bãi này nó rất là nhiều ha, không có biết được đâu nha, bởi vì anh em phải lưu ý giùm em cái điều đó. Rồi, máy bên em bán cho anh em tất cả máy này là đều máy hai thì, máy Nhật bãi hết nha anh em, máy Nhật bãi hết nha. Bên em không có bán máy Trung Quốc nha anh em, không có bán máy Trung Quốc mới ha. Đó, không có bán hàng của người dân Việt Nam Sài Gòn anh em. Đó ha, tất cả đều là hàng bãi, hàng Nhật hết nha. Đó, thì nay thì lên 12 con thôi nha anh em. Còn anh em mà muốn kiếm con máy gì đó thì có thể là nhắn qua Zalo giùm em ha. Hoặc là anh em cần hướng dẫn hay là cần tư vấn cái gì đó ha, thì anh em cũng kết bạn Zalo, bên em sẽ tư vấn cho mình ha. Rồi thì hôm nay thì máy em lên có là Mitsubishi tên là 261 anh em, CU26 nè, TV27 ha, Austin, rồi Magu 26 ra bóp, Gilby, Komatsu, Shiriwa 251, lọc máy châu bò nè, Magu 23, Magu 24, Gobin, đó là một con đầu tiên, giá rẻ cho anh em nha anh em. Con này là con Isaki CG220. Đó, nó là Kawasaki nha anh em. Con này là TG20 nha, đồng 30 ly nha anh em, 20cc ha. Một con máy mà nhỏ gọn nhưng mà về cho anh em mình sử dụng gia đình. Dòng này chạy rất là bốc nha anh em. Con này thì máy zin hết anh em, lên chế hai kim luôn nè cho nó dễ nổ nha. Áo thì bên đây nó có bể tí xíu thôi. Đó, lúc đầu tiên con nào lô máy đầu tiên thì có một con giá rẻ cho anh em, con này 1.1 triệu ha. Bán giá mềm về cho anh em sử dụng gia đình, bao ship tới nhà. Về xăng pha nhớt là xài thôi nha anh em. TG20 ha, công tắc tùm nhôm, hai ta lái nè, cần cản cỏ đầu bò đồ này kia là nguyên zin cho anh em hết nha. Rồi V1 cái này 1.1 triệu ha. Tiếp theo qua con V2 nha. Con V2 con này là con Gobin. Gobin này là Gobin 22 anh em ha. Con này là nòng 32 ly, 22cc anh em. Dòng này thì nói chung gọn, máy chạy đầm mà lên cái cuối nó bốc lắm nha anh em, chạy cực kỳ khỏe và lợi xăng nha. Con này máy 1 triệu, có giá 1 triệu 3 thôi. Máy móc đồ là zin nguyên bản cho anh em ha. Chạy chế là chế warm gồm 1 kim nha anh em. Máy móc nguyên zin nha, nào cũng còn rất là sáng nha anh em. Đây Gobin 22 nha. Ốc là còn vàng 7 màu cho anh em hết nha. Con này nguyên zin hết nha anh em. Nó hơn 4kg tí xíu thôi. Giá thì chỉ có 1 triệu 3 thôi, xài gia đình là bao ngon nha. Bình xăng để lâu nó hơi vàng xíu nha anh em. Còn như là rất là đẹp nè. Anh em nhìn cái cọng dây zin của nó luôn nè. Đó, nó còn luồn ra ống nè ha. Rất là chắc chắn nha anh em. Công tắc ha. Hai ta lái càng đầu bò nguyên zin hết nha anh em. V2 nha, 1.300.000. Rồi tiếp theo qua con V3 nha anh em. Con V3 con này là con Magu 2004 ha, nòng 33 ly, 24cc nha anh em. Con này thì giá 1.4 triệu nha. Máy nguyên zin hết, con này đẹp lắm nè anh em. Nòng là mới tinh nè. Bô trắng tinh nè anh em.
Ở đây này là ổ vực có trợ lực luôn anh em, ổ vực trợ lực ha, chế chạy giấy quam gồm một kim, máy rất là đẹp nha anh em, đồng 33 đây ha, 24cc, lốc có dập mắt in da băng cho anh em nha. Dòng này thì nói chung cũng rất là gọn anh em, nó tầm có 4kg thôi nha, rất là nhẹ nha anh em, rất là nhẹ ha, đồng 33 ly, giá 1,4 triệu, máy thì cực kỳ đẹp cho anh em luôn ha. Đó, tâm liền nè, hai tay lái ha, ở công tắc trên tay, càng đầu bò nguyên zin hết nha anh em. Cực kỳ em nha anh em. Tiếp theo em qua con V4 nha anh em. Con V4 con này là con Magu Yama nha anh em. Con này là 23 ha. Đó, con này cũng là Magu Yama hay luôn nè. Đó. Thì đồng 32 ly, 23cc. Đó, thì cái dòng Magu là cái dòng máy đời cao nha anh em. Đời cao đời mới ha. Máy mình rất bền nha. Bền, dễ nổ, tiết kiệm xăng, ổn định cao ha. Đó, hư sau này là thợ thầy người ta dễ làm. Ha, dễ làm, dễ chỉnh sửa anh em. Con này thì giá là 1,5 triệu nha. Máy móc từ là nguyên zin hết, về cho anh em xài gia đình bao ngon nha. Anh em nào mới biết xài lấy Magu mà xài ha. Đó, thì nó ổn định nè, nó dễ nổ ha. Nó ổn định là anh em chạy nó không có trục chặt, không giặt đó anh em ha. Dễ nổ lại xăng. Giá 1,5 triệu nha, chế qua gồm một kim nha anh em. Ổ dịch trợ lực ha, máy là bao zin cho anh em toàn bộ hết nha. Đó, công tắc ha. Rồi sử dụng hai tay lái anh em, cần zin ha, cái đầu bò đang thiếu thì em sẽ gắp đầu bò zin vô cho anh em hết. Đó, con V4 anh em 1,5 triệu. Rồi tiếp theo qua con V5 anh em. Con V5 con này là con Magu 23 ha. Đó, nhưng mà cái con này thì nó xấu hơn con V4 một xíu, nhưng mà được cái là cần của nó cần tum gời anh em, cần tum gời anh em đấu lên được bình xịt thuốc ha. Ở cái vỏ nó kiểu như là để nắng mưa anh em ha, nó vỏ nó không được đẹp, chứ con máy này là anh em nhìn cái bộ hơi này ha, còn nhắn tin luôn, còn mới lắm nha anh em. Con này thì giá 1,5 triệu nha, ổ vực trợ lực anh em, bình xăng để lâu thì nó hơi bị ngã vàng anh em ha, chứ là nguyên zin cho anh em hết nè ha. Nồng máy tinh là chạy chéo qua gồm một kim ha, được cái là ổ vực trợ lực lớn luôn nha anh em. Ổ vực này anh em kéo hết dây ra buông xuống là nó tự quật lại nó nổ nha. Và thêm cái nữa là bộ cần tum gờ anh em gắp thì sẽ tốt ha. Đó, cần tum gờ, tum nhôm, tum 260 anh em. Đó, chắc lượng nha. Công tắc xuống là tắt ha, lên là mở nha. Hai tay lái cần cản cỏ đầu bò zin. Ở cần tum gờ thì lúc nào thì giá nó cũng cao hơn tum liền nha anh em. Chịu giữ nha. Rồi V5 1,5 triệu cái nè, mới hết xăng rồi, châm xăng rồi ha. Con này ở trong còn mới. Rồi tiếp theo con V6 anh em. Con V6 con này là Shidewa 251 nha anh em, hệ VIP đẳng cấp nha anh em. Con này là phải gọi là đẳng cấp ở Bình Thuận rồi ha. Đó, nó là ông chùm rồi. Con này là nòng 33 liên anh em, 25cc nha. Dòng này thì giờ anh em là phát cước nè, chặt cỏ cứng rồi này kia là thoải mái bao la hết nha anh em. Dòng này thì bao khỏe, bao lực cho anh em, rất là khỏe, rất là lực nha. Chạy bao mạnh và đặc biệt cực kỳ là tiết kiệm xăng anh em ha. Dòng này cực kỳ bền, nó tiến tâm hồi xưa vậy. Con này em bán cho anh em 1,8 triệu thôi nha. Ở giá 1,8 triệu này ở ngoài Bình Thuận anh em không mua được đâu. Đó, bảo đảm với anh em luôn. Con này nói chung cũng còn khá là mới anh em, có cáo nó hơi đen đen xíu, nói chung như gì là còn đẹp rồi anh em. Dòng 2 nó xin đi qua 251 như gì là ok, đẹp rồi nha. Nguyên ghi nó tum nhôm tum liền anh em, 251 ha. Đó, dòng này thì thôi nổ mạnh bà cố luôn, điện mèo không có nên gắn đủ cho anh em ha. Tài lái ghi đầu bò đồ này kia nguyên ghi nha. Yeah.
V6 anh em, 1.8 ha. Đó, rồi. Tiếp tục nha anh em. Tiếp tục con này là con V8 à, mất tiêu con V7 rồi. Đó, con này là con Gilby nè. Ha, Gilby. Đó, nhưng mà nó là thuộc dòng máy của thằng Genoa Komatsu anh em. Con này là 26 ha, nòng của nó là 34 ly anh em, 26cc nha. Dòng này chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng anh em. Nó là dòng máy đời cao anh em, xài cái động cơ xăng chô đó ha, một ngày nó chạy 8 tiếng đâu đó tầm cỡ 2 lít rưỡi xăng thôi. Con này thì V8 anh em, giá của nó là 1.600.000 anh em, giá 1.600 mới lắm nè. Nòng anh em nhìn mới tinh anh em thấy không? Cực kỳ đẹp anh em. Đây này thì ổ giật chạy lực ha, mua ghi đứng nè, bình xăng lớn đâu là gin nè ha. Chế của nó là chạy chế đồng tiền ga hai kim anh em. Nó còn cái le ở đây nè, cái le đỏ đỏ đây anh em, mà nó đang thiếu nè ha, để em bổ sung vô cho anh em đầy đủ. Thì cái le gì nữa anh em kéo qua bên đây ha, kéo ngang lại là đóng le. Giật nổ xong mình mở xuống lại nghe nè, mở xuôi xuống lại là chạy ha. Đó, anh em gắn vô đầy đủ cho anh em hết nha. Nòng 34 ly, 26cc nghe nè. Đó, cái vú bơm xăng thì nó nằm ở sau lưng ha. Dòng này thì chạy về anh em là phát cước hay là phát cỏ cứng xài gia đình là rất là ngon anh em. Vô à, chẳng tin nè. Ở vỏ ngoài thì em để nó hơi dính ba cái bụi nó dơ anh em, dính ba bụi nó dơ nè. Ở hai tay lái cần đầu bò đầu này kia nguyên ghim cho anh em hết. V8 anh em 1.600.000. Cực kỳ chắc nha anh em, con V8 ha, giá 1.600.000. Tiếp theo qua con V9 nè. V9 thì cái con này là con Magu 26 anh em. Magu 26 ha, lòng 34 ly, 26cc nha anh em, dòng máy đề cao bô giảm thanh nè. Thì cái lốc nó là nó không có đóng da băng nha anh em, nó để là ký hiệu của Magu ha. Đó anh em thấy không? Số xe ghi ở trên. Đó, bao cho anh em là hàng Nhật Bản nguyên zin nha, con này còn rất là đẹp nha anh em. Con này thì giá 1.900.000 thôi, nòng 34 ly, 26cc, dòng máy Magu thì cực kỳ là bền nha anh em. Bền, dễ nổ, lợi xăng, ổn định rất là cao nè, độ ổn định nó rất là cao ha. Giá của nó thì 1.900.000 nha anh em, máy móc đồ lại bao zin nguyên bản cho anh em hết nha. Tum liền, công tắc nè, xuống là tắt ha, lên là mở nè, bô có giảm thanh, nổ rất là giòn, cực kỳ lợi xăng, chạy chế qua gò một kim. Con này sử dụng ga bóp hại nha anh em, cái tay nó sẽ em gắn đầy đủ cho anh em hết. Cần cản cỏ đầu bò là bao ghiên cho anh em mình hết nha anh em. V9 nha anh em, 1.900.000 anh em. Rồi tiếp theo qua con V10 nha anh em. Con V10 con này là STNFS 2601, nòng 34 ly nha anh em, 26cc ha. Đó, nói chung cũng lâu rồi mới lên có con Aston nha. Thì nói chung thương hiệu Aston thì nó phải gọi là nó đỉnh cao nghe nè, nó VIP rồi nha. Đó, đặc biệt nó VIP nó đỉnh cao rồi. Dòng này thì chạy cực kỳ chắc rồi, siêu mạnh, siêu bền, siêu bốc và đặc biệt rất là lợi xăng ha. Anh em nào mà đã từng xài những cái dòng máy Aston thì biết từ máy cưa cho đến cắt cỏ luôn nha anh em. Ha, con này thì giá của nó là 2 triệu nha. Ha, ổ giật chợ lực lớn luôn nha anh em, chéo qua gò hai kim, chế zin nha anh em. Đó, lóc có da băng nha anh em ha. Dòng này siêu mạnh, siêu bền, siêu khỏe nha nè. Đó là ông chùm của máy cưa và máy cắt cỏ. Con này tum lèn nha anh em. Ở hai tay lái ha, ga chết nè, công tắc nè. Lên là tắt nè, xuống là mở ha. Cần đầu bò rồi này kia là bao ghim nha nè. Quá khỏe nha nè. Rồi V10 nha nè, giá 2 triệu ha. Rồi tiếp theo qua con V11 anh em. Con V11 con này là con Mitsubishi TB27 mất in da băng ha. Con này là nòng của nó là 34 ly anh em, 27cc. Con này siêu mới nè, siêu mới, siêu đẹp nha nè. Anh em nhìn vô cái con ốc bồ của nó nè, anh em thấy không? Đó, nó trắng tinh nha. Đó, cực kỳ đẹp nha nè. Bồ mới to nè ha, dòng máy đầy cao, bồ giảm thanh nè.
Đó, thì cái dòng này thì chạy rất là đầm máy nè, máy chạy đầm mà lực nha, đầm mà lực, tiết kiệm xăng cho anh em nha, nó có dập da bằng ha. Mở vào trò luôn, con này chạy chế qua gò hai kim hai hồng xăng nha anh em, cực kỳ là lợi xăng nha, cực kỳ là lợi xăng mấy cái dòng này. Dòng này thì chạy siêu ngon siêu ổn định nha. Đây DBE27 ha, ở đây nè cái bô này. Anh em nhìn ha, nó trắng phiếu và cái con ốc bô của nó nè anh em. Rất là đẹp anh em, tum nhôm nè, bao đẹp chắc chắn ha, hai ta lái nè ha. Con này ra bóp nhưng mà nó bị gãy rồi nghe nè. Đó, anh em thích để gì xài thì để ha. Đó còn thôi là anh em bóp cái này vô anh em xài cái ga chết. Còn nếu như mà anh em không thích thì em gắn cái ga bóp mới với này cho anh em ha. Càng đầu bò rồi này kêu nguyên kim nè. Đó. V11 các anh em, 2.1 triệu nha. V11 anh em, 2.1 triệu ha. Rồi tiếp theo qua con V12 anh em, con này bao đẹp cho anh em luôn. Con này là Mitsubishi ha, con này Mitsubishi anh em, con này là TU nè ha, con này là TU 26 nè, nòng của nó là 33 ly anh em, 26cc. Con này đẹp, cực kỳ đẹp anh em. Đó, màu đen ha. Đó, cái đời này thì nó để là cái ô vuông anh em nè, nó ô vuông nè. Đó, bao cho anh em là hàng Nhật Bản ha. Nói chung là máy móc nguyên zin. Thì dòng Mitsubishi thì TU, TB và TL là ba cái dòng máy ngon của Mitsubishi ha. Anh em là đã từng xài rồi thì biết con này thì nói chung bao đẹp, bao zin cho anh em hết nha. Ở bình xăng lớn zin, ổ vừa có trợ lực ha, chạy chéo quam gồ một kim. Ở tum của nó thì cần của nó cần tum gời anh em. Tum gời, tum nhôm ha. Ở tum gời, tum nhôm. Công tắc thì bên đây. Mở qua xì tóp rồi tắt ha, on là mở, nó hơi chạy xa xíu. Tâm này anh em gắp từ xịt thuốc nha, hai tay lái là càng bao đẹp cho anh em ha. Cản cỏ nè, anh em nhìn cái đầu bò nó sơn zin của nó còn luôn nha nè, rất là đẹp, rất là mới nha anh em ha. Rồi V12 nha anh em, 2.4 triệu ha. Rất là em nha, V12 anh em, 2.4 triệu ha. Đó, con này nó hai cái công tắc luôn nè. Đây công tắc bên đây ha. Đó, còn thôi thì em sẽ gửi cái công tắc bên đây em lên cho anh em cái công tắc trên tay nha, nhìn con máy cho nó gọn đẹp ha. Xuống là mở nè, lên là tắt ha. Đó, tại vì nó nhiều dây quá nữa em gửi cái này ra đây ha, em gắn lên công tắc trên tay nhìn cho nó gọn nó đẹp lên. Rồi V12 anh em, 2.4 triệu ha. Tiếp theo qua con V13, con này cuối cùng nha, con này Mitsubishi anh em, tên là 261 ha, 33 ly, 26cc nha anh em. Con này thì máy móc là nguyên zin hết, con này 2.5 triệu anh em, chạy chéo qua ông rồi hai kim đai đỏ nè ha, lốc có dập mất in da băng nè, nòng nóng số 26 nè ha, rất là đẹp nè, bao đẹp cho anh em hết nha. Đó, giá 2.5 triệu nha anh em, máy móc đồ này kia là nguyên zin ok hết nha. Đó, tum gời, tum nhôm, tum 260, đây là 261 hả. Mặt trước thì nó hơi chạy xíu anh em, nói chung thì hàng bãi thì bắt buộc phải chạy thôi. Đó, hai ta lái nè, càng đầu bò nguyên zin, nó hàng bãi thì bắt buộc phải chạy thôi, máy bên em thì không có sơn lại anh em, bởi anh em yên tâm ha. Cực kỳ chắc nha anh em. Đó, nói chung là 2.5 triệu ha. Nhưng mà con này được cái là bộ chế quam gồ le đỏ luôn nha anh em. Bịch xăng lớn zin nè, nó hơi bị vàng theo năm tháng ha, chứ cái con này vàng hơi nó còn cực kỳ cứng nha. Đó, anh em nghe cái tiếng nổ biết cực kỳ lực nha, mới tin nè. Rồi, anh em có chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại giùm em ha, là 0972 949 527. Số điện thoại đó có sử dụng Zalo nha anh em. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like ha. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em clip sau.